Mà công nhận chị chồng mày vẫn khét như xưa nhỉ? Tao vẫn chưa gặp ai như bà ấy đâu. Đừng nói với tao là mày muốn làm phi công nhá. Cái gì? Hâm à? Tao cảnh báo mày là tốt nhất tránh xa ra. Được chưa? Bạn mới thứ hai thì bạn mày hỏi thôi. Mà tại sao tao lại phải tránh xa? Chỉ là người phụ nữ có nhiều tổn thương thôi mà. Đấy, tao biết ngay mà. Mày chưa nghe thấy câu người bị tổn thương sẽ làm tổn thương người khác à? Chưa. Này này, tỉnh chưa? Nói chuyện với mày chán bỏ xử đi được ấy. Về đây. Rốt thế. Chị Lan ạ, em đây. Mấy cái đấy chị phải ra trung tâm thương mại khu Hà Đông mới có. Thôi thôi thôi, không phải mua cho em đâu nhá. Em đầy đủ hết rồi. Chị mua cho chị thôi. Vâng ạ. Cháu ơi, cô nhờ một tí. Cô cần gì ạ? Táo này của nước nào ấy nhỉ? Táo này cháu xuất xứ từ Mỹ cô ạ. Hình như loại này hơi chua thì phải. Dạ vâng, loại này nó hơi chua chua một tí cô ạ, hơi thanh thanh. Cô muốn chọn loại nào vừa ngọt lại vừa giòn? Vâng, thế cô thử tham khảo loại này đi. Loại này này vừa to này, vừa giòn này, còn vừa ngọt nữa. Thế à? Vâng. Thế cháu chọn luôn cô nhá. Dạ vâng, thế cháu chọn cho cô mấy quả nhá. Cô cần 5 mấy quả? 5 quả. Bọn cháu còn trẻ, bọn cháu lại thích ăn những quả hơi chua chua cơ. Con cô là con trai, thế nên là thích nó vị nó ngọt hơn. Dạ. Cảm ơn cô. Cô cảm ơn nhé. Dạ, cảm ơn cô. Xoài ở đâu ấy cháu nhỉ? Xoài ạ, xoài cháu ở khu đằng kia ạ. À, cô thấy rồi. Cô chào nhá. Vâng, cháu chào cô. Chị Lan cực phẩm. Chị cũng mua đồ ở đây á? Em tưởng chị phải đi mua đồ cửa hàng sang xịn mịn lên cơ. Lan cực phẩm, chọn đồ chị có chuẩn. Đồ đây ok mà em. Mà sao em lại ra tận đây siêu thị à? Em có công việc ở gần đây. Thế là tiện thể xong việc chạy qua mua ít đồ cá nhân mà. Đồ cá nhân dùng tốn nhỉ? em dùng cái này thôi. Mấy cái này là của mấy thằng cu em phòng tập nó nhờ mua hộ thôi. Mà chị đi mua gì mà nhiều đồ thế? Ừ, thì bây giờ chị ra đây ở hẳn rồi thì cái gì mà chả phải mua. Thế thôi, đi chọn đồ đi nhá, tự nhiên nhá. Đồ con gái đấy. Cháu ơi. Dạ. Dầu gội chị dầu cho mình. Khoan, khoan. Sao chị nghe giống giọng mẹ chị thế? Kệ số mấy? Cô đi qua ba kệ nữa để đến đấy ạ. Đi, em cảm ơn. Quân. Dạ, chào đó bác. Quân mà cũng đi siêu thị đấy à? Dạ vâng ạ. Mua nhiều đồ thế mà toàn cháu có độc thân nên là một tháng cháu tổng kết vào mua một lần cho nó tiện ạ. Chăm sóc bản thân thế là tốt. Dạ. Thế nhưng sao không tìm cô nào về cô ấy chăm sóc cho? Cháu cũng mót lắm nhưng mà đâu phải là muốn là được đâu bác. Dạ.
À, thì thôi, cháu xin phép. Ờ, cháu đi nhá. Dạ, vâng ạ. Quán đây mà. Ui, thoát rồi. Đến thế. Bây giờ chị bắt taxi về nhà không tiện đâu. Để em đưa chị về luôn. Đi. Ôi, hú hồn. Tí thì vợ tìm. Thật sự hôm nay có cậu chứ không thì chị tỏi. Mà chả hiểu sao chị em mình cứ va vào nhau ấy nhỉ. Mà chớ chê thật đấy. Ở trong phim nhá, nam chính mà bị nữ chính đấm như thế này thì 9 cặp thì 10 cặp phải yêu nhau rồi. Tưởng trai trẻ các cậu update như thế nào chứ, hóa ra vẫn mấy cái giọng văn cũ thế á. Đây. Đồ của chị hết đấy à? Vâng. Thế cái đồ cá nhân của cậu đâu? Lúc ấy hoảng quá, em quên mất. Cầm một chỗ này về thôi. Cái đấy không quan trọng đâu, để em mua sau cũng được. Thế á? Thôi để chị đi. Em đi về nhá. Ừ. Chị làm nốt ạ. Ừ, ok, cảm ơn nha. Bác ạ. Quân, sao cháu lại ở đây? Đức Anh nhờ cháu đi mua đồ. Cháu mong mang lên cho nó ạ. Nghĩ ra cái lý do gì khác được không? Lý do vô lý như thế mà cũng nghĩ ra được. Bác Hân, ra đây. Con ra đây cho mẹ. Hai vợ chồng nó không có nhà đâu bác ạ. Được rồi, xem là hôm nay tôi với cô ai lì hơn ai. Tôi sẽ ngồi đây tôi chờ. Lợi dụng chồng đi vắng để mà đem. Không phải chuyện như thế đâu. Bác mà nói như thế thì tội cho cái Hân bác. À, yêu nhau đến thế, bênh nhau đến thế cơ à? Hai người thì thụt đằng sau lưng con trai tôi. Trời mẹ, là con này. Chuyện thế mà mẹ nghĩ ra được à? Chị ạ. Dũng ơi, tao đang bực ấy. Tao đâu bảo mày đi đâu đi cơ mà, gọi cái gì? Tao chuẩn bị đi rồi, ra đây tao bảo. Bảo cái gì?
ra đây yêu chưa? Nhanh lên. Cái gì đây? Mày sát muối vết thương của tao rồi à? Mày bị điên à? Không phải tao. Ai? Ai đâu? Mua đền cho mày đấy. Trông cau có thế mà. Tử tế phết. Đi nhá. Chị mua áo cho em à? Ừ. Chị mua áo đền em. Chị xin lỗi vì làm rách áo em nhá. Quá muộn rồi chị ạ. Cô ấy chia tay em rồi. Bây áo đẹp cô giải quyết được vấn đề gì đâu. Em yên tâm, vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Hết cơ hội rồi chị ạ. Chị có biết không, em yêu cô ấy nhiều như mèo yêu đống cát. Nếu em với cô ấy không đến được với nhau, em bị sống qua ngày và chờ qua đời thôi chị ạ. Không đến mức đấy đâu. Thôi nào, đứa con gái nào mà không yêu cháu ấy là nó thiệt đấy. Kệ nó. Này, cô kho nhiều thịt lắm, về mang bát sang đây, cô múc mang về ăn. Đúng là chỉ có ăn mới xoa dịu được hết nỗi buồn đấy cô ạ. Đúng rồi. Cháu phải lấy bát nhá. Ừ. Thay áo đi con, rồi hai mẹ con mình ăn cơm. Dạ. Lan, lúc con đi lấy chồng con không báo với bố mẹ một câu. Lúc trở về cũng như vậy là sao hả Lan? Con xin lỗi bố. Con định sẽ về xin lỗi bố mẹ và nói chuyện với bố mẹ sau khi con đã ổn định tinh thần ạ. Sao? Sao lại phải ổn định tinh thần? Con cứ làm như ở với bố mẹ thì con bị tra tấn, tra khảo hay bố mẹ làm gì con ấy? Mà... Thôi, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Đã về đến nhà rồi ấy, thì cứ ở lại đây. Em nó có cuộc sống riêng của nó. Còn bây giờ thì bố đi nghỉ đây. Sáng ngày mai bố phải đi công tác sớm. Thế thôi, vợ chồng con xin phép về trước. Dạ. Hai đứa định đi đâu? Con về luôn thôi, để không xa cho mẹ với chị tâm sự. Vâng ạ. Mẹ đã nói xong đâu. Hai đứa ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Tại sao hai đứa không nói gì với mẹ về việc chị ra? Mẹ sao không? Đây lý do mẹ phải hỏi chị chứ không? Chuyện chị nói chứ bây giờ con mà nói ra có phải là thành con lại là đưa chuyện không? Lại con hớt lẻo. Con mà như thế nhá bà lại táng con như hồi xưa. Mẹ bực thật đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Hân, Đức Anh nó phổi bò, nó không nói thì không sao. Nhưng con phải khác chứ. Con biết là mẹ ngóng chị từng ngày mà. Chị ra mà không nói gì với mẹ thế. Tại... Đổ cho Hân, mẹ nói thế không đúng đâu. Này, được rồi, là lỗi của con. Mẹ mắng thì mắng một mình con thôi. Đừng có lôi chúng nó vào nữa, nhất là cái Hân. Con cấm nó không được nói với mẹ đấy. Con là chị chồng, con cấm nó cho nên nó sợ. Nhưng ít nhất thì hai đứa nó cũng... Thôi, đi về đi, để mẹ mắng chị cho nó trôi chảy. Con chào mẹ. Con chào mẹ ạ. Em chào chị. Tập trung xử bà này đi. Con gái đã nhiều tổn thương lắm rồi. Mẹ chả an ủi động viên thì thôi. Về nhà cứ mắng mỏ âm mỹ cả nhà lên. Biết thế này, chả về cho xong.
chả hiểu gì cho tâm lý của bố mẹ cả. Lo bỏ xử đi. Thôi giờ về nhà rồi, không phải đi đâu nữa. Ăn uống thì nằm ở mặt mũi xanh xao vàng vọt thế không biết. Tất cả có đây thôi đúng không? Vâng. That is a pass for position. That is Lando Norris getting past Fernando Alonso. Alonso pleasantly surprised yesterday that the green Aston Martin was quick over one lap, but he was worried. This is George Russell. Sao không chạy? Đây, đây, đây. Chuẩn bị đến hợp phim. Ok, ok. Đây, em chuyển phim đi. Ngồi lên đấy. George Russell with a fine move. The McLarens have steadily passed. Nè, vừa xem phim vừa ăn phô mai. Thêm cốc sữa chua nữa, tốt cho tiêu hóa. Gì đây? Sữa chua ấy, loại không đường em vẫn hay ăn. Ý em là anh làm sao ấy? Sao đâu? Sao tự nhiên tốt đột xuất ấy? Sao đâu? Xong rồi chiều nay lúc mẹ mắng em, anh còn bênh em nữa. Làm sao? Chuyện gì à? Mày làm sao mà sao cứ để cho mẹ chị em vũng rùi vào cái Hân thế? Nó như nào? Nhà nhiều chuyện thế không biết gì à? Ngày hôm nay lúc mà mẹ xông vào bắt chị ấy, mẹ còn tưởng vợ mày với cả thằng Quân cắm sưng mày cơ. Ủa lại nữa? Ủa đúng thôi. Sao mai cái chuyện này ấy nhở? Hôm nay lúc mà mẹ nói sợ lắm, giọng ấy. Mà chả thấy cần bằng chứng gì cả. Cứ thấy sự đứng dưng được lên. Mày phải để ý vào. Chuyện vợ với cả mẹ chả lý gì cả. Xin lỗi. Đã nhiều lần em nói với anh về việc mẹ lúc nào cũng nhắm vào em. Rồi trong mắt mẹ lúc nào em là người sai, còn anh thì vô can. Lúc đấy anh chỉ nghĩ là em nhạy cảm, em suy diễn. Nhưng mà bây giờ thì anh biết là thật rồi. Tuy là anh nhận ra điều đấy hơi muộn, nhưng mà anh hứa, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ để em phải chịu cảnh ấm mức đấy thêm một lần nào nữa. Anh hứa đấy. Gì đấy? Ghi nhận sự giác ngộ của bà. Ghi nhận là tốt. Để điều khiển. Đừng có dựa nhá. Bỏ cái vai ra. Tí. Xin mấy nữa. Xin mấy nữa.
lấy cho người ta ăn không xin nhiều ấy. Giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài, cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi, hãy cùng mang nụ cười đón bình minh sáng ngời, khi tay nắm tay giữa trời mây bình yên từng phút giây.